Giờ thuốc mỏi á thì nó trị nhức mỏi tê bại tâm thần, nó trị giờ là gỡ thư. Mà thuốc mỏi đó là thuốc gì? Cây thuốc mỏi, cái cây bà có không? Cái cây có, còn cái cũ á thì không có. Muốn muốn cần thì lại tới tới bà là có ha. Bây giờ cây thuốc mỏi có ở dưới nhà tôi, có tôi chặt về được hết nơm rồi, tôi đẻo rằng tôi phơi khô rằng ai uống rượu được thì nó ngâm rượu, còn ai uống rượu không được thì tôi nấu với đường phèn. Rồi cái bệnh mà đau vú xương hàm đứt dẫn là sao vậy? Đau vú sừng hàm huyết dẫn là cây cỏ lá xài nhai với muối Rồi đường ông xương vú đau hàm có được không? phun được hết trơn. Đừng ông đừng bà gì cũng bằng được, nam thất nữ cửu, đừng ông bảy đừng bà chín. Có một vị khán giả là muốn họ hỏi bà Sáu kỹ lại cái bài thuốc nhất, bà Sáu chỉ rõ người ta, người ta đắp đắp bài đó. Bây giờ đắp thì cây cỏ lá xài với giấm với muối với dây đậu xương. Dây đậu xương nó thật sự là du di xài là ngải bó xương, nó chặt tay gãy tay rồi bó, mà cái đó nó trị về thần kinh tọa, bán thân bắt tọa tê bại sụi nằm một chỗ. Dây đậu xương với dây nhãn lồng nó trị về thần kinh tọa. Còn nếu bó thì cỏ lá xài là nhân lòng cũng được, ba thứ phối hợp lại muối giấm chào bó. Cái nhân lòng kia là mình uống hả bà Sáu? Thì nấu uống cũng được mà nấu bó cũng được, cái gì làm cũng được chứ, dạng nào làm cũng được hết. Bài thuốc đó là ơn trên cho bà hay là bà? Cái đó là của quyền di xài chứ không có ai mà xài. Còn cái cây á, là thuốc mọi cây này á, ngải mọi cây, mọi củ, rồi mọi vật vỏ. Mọi vật vỏ là mọi cà dâm đó, cây cà dâm đừng bà uống tê bại đẻ đó, đừng bà đẻ tê bại đó, là mọi cà dâm vật vỏ. Còn cái này cây ngải mọi cây này á là nó trị là nhức mỏi tê bại tâm thần đỡ thư luôn. Cái đó là nó trị về phần căn, nằm về bên là của ông quan đàn cụ mà tới cụ thần lận. Cây À, thuốc bên mỏi này là nằm tới bên cụ thần á chứ là không có ai như biết đâu. là ví dụ như bây giờ mình không có, ví dụ bà nãy mà nói là như người đẻ đồ uống ha, Đẻ uống cũng được, nấu với đường phèn uống rồi cũng không đẻ được, uống được không, được luôn. đường ngâm uống cũng được luôn ha. Đừng ông đừng bà gì uống cũng được hết. Nếu mà mấy người không uống rượu được thì nấu với đường phèn uống nó ngon lắm, cũng như cà phê Rồi BD uống được không? được luôn. Rồi rồi cái bài thuốc mà mình bó là bó bao lâu mình mới mới Thì bó một lát gì đó, dây một lát 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mình mở ra rồi nó nguội rồi. để Mình mình để mình xào với giấm với muối rồi mình bó hoài vậy đó, bó ngày 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần. nhất ra và Chị nhất cái này bà con cô bác ơi, cũng như mình nói này cũng như nói cho bà Sáu nó hết luôn. Nhiều khi á cái người BD uống không được, rồi cái người mà đẻ uống không được, rồi cái người không đẻ uống được, thì nói chung đa dạng hết bà đa dạng luôn. Sáu. Thì con nghe như gì bà Sáu, nghe thường thường bà có cái một cái bài thơ về nước Nam thì sao bà Sáu? Nước Nam như thấy cái lờ đặt trên chốt núi đang chờ cá vô, là chờ cá là cá 18 nước chư hầu vô đó, là cá kêu là cá vô đó, 18 nước chư hầu đó vô Việt Nam đó. Nước Nam như thấy cái lờ đặt trên chốt núi đang chờ cá vô, tháng giêng muối mắm mần khô, và tháng 5 tháng 6 dẫn cô về chùa, tháng 7 tháng 8 đi mời, mời anh mời chị đá chơi một sòng, ăn Tết đi đá thật đông, đi qua chợ lớn Gò Công trở về, chú đi cùng thành thị thôn quê, chú đi lục tỉnh trở về tay không, cháu ai mà để ở không, sao không lo cày ruộng kêu công cái giùm, ngựa ai hung dữ quá hùm, trâu cày ngựa cởi ba cùm cắt gom, gạo tôi đựng hũ đựng om, lúa tôi vô bịch mà ông gom về bồ, con gắn lại nói con chăng, chị dâu có chữa để bằng chứng không, chị nào mặc áo lan xa cho tôi một vạt này mà con beo, tôi giàu anh giàu anh lập cơ đồ, em nghèo em giữ cái mồ má cha, là cái mồ má cha là cái nước ông cấm đó. Cái đó là cái mồ má cha luôn đó hả? Cái mồ má cha là cái nước ông cấm đó, anh giàu anh lập cơ đồ mà em nghèo em ở đây em giữ cái mồ má cha đó. Con nghe nói bà con Thanh Thanh á, đầu vàm cuối ngọn á, sớm ghiền người ta đồ xôn xao cái vụ mà nghe nói ngày xưa đó bà Sáu có cái đầu lăn gì ở dưới đất. Cái nền nhà là tôi ở đó là cái là chùa Miên. Có cái chùa Miên luôn hả? Tới chùa Miên đầu lân bằng vàng, nãy chúa cao bằng vàng có luôn. Ừ bây giờ còn không sao nở dưới đất đó, ai bà đào
Lúc đó tôi là dứt ổng dứt là lên cái đồ trình cái nền chuồng bò đó là được hai cái ghè gì nè, cái ghè là đựng là đũa gấp đứa thang đó, hai cái ghè gì nè, rồi muỗng chán kiểu nè, chán kiểu nè, cà gàng nè, muỗng diệm nè, ô gì tùm lum chân á, cái đó là cái nền chùa Miên. Rồi sao bây giờ chỉ tụi con lại đào mà sao? Ông nội tao đào. Sao hả? Biết đồng đào. Đào thí lên rõ như... Đào gầu mấy đứa nó đào, nghe nói nó đào. Còn cái cây dừa tôi mà cưa làm cái xiên nhà đó là đêm nào cũng kêu chân, mà tôi lạnh tôi run gần chết luôn. Nếu mày đào cái cây á dưới gốc dừa cái ra mà mày cắt mày làm xiên nhà đó, hai ghè, ghè vàng, ghè bạc, mà mày lấy lên rồi á mày móc trong cái cân mày cân mày mới xài, mà vàng nó không có đi. Chứ còn nếu mà không làm gì là vàng đi, chỉ gõ tôi đàng hoàng. Không có làm sao? Mà đào mấy đứa nó đào cái là cái gốc dừa, cái chỗ đó đó he, là nó ở dưới sâu dưới cũng 5-7 thước ở dưới đó, là cái đó cái phụ bồi rồi nó mới đắp lên cái nền, rồi về đó rồi chào 45 đó, rồi chủ điện nó đi hết đó, rồi mình mới đi ra khai mở đặng mà màng ăn. Chứ nó ở sâu lắm chứ đâu ấy. Thì con nghe phong phanh rồi mình sẽ chuẩn bị chiếc ghe xong hả mày sao? Ừ, chừng 5-7 bữa nữa rồi, rồi rồi 5-7 bữa, 1 bữa. Thì bây giờ bà Sáu ơi, thì cũng như trong cái cuộc đời chúng ta thì sao ổng dài, ổng trời, ổng cứ nắng mưa gì hoài. Có thể năm nay thì cái năm nay là cái mùa này là cái mùa của ổng, là binh tướng ổng đi, đi đông á thì ông dài, còn đi ít á thì ông cục. Ông cục là cũng như là ông cục. Ông dài ông cục. Ông cục là phải ông cục tay không? Ông cục giò. Thì con thấy cũng như là bà Sáu bà làm nghe ngon như vậy, là chuẩn bị cho tới cái mùa nước lên này, bà Sáu cũng như là nước lên này nè, ông cục con dài ông đi dữ lắm, ông đi nhà cửa tan quan hết trơn. Con cháu đứa nào biết tu á thì ông đi ông né anh chút, còn đứa nào không biết tu thì ông đi ngay chân luôn nhà cửa rồi banh chành chứ hết. Ông dài là cho sấy là ông dài ông đi dài, còn ông cục ông mới sấy. Cục là ông cho sấy, ông cục là ông mới sấy, ông dài là ông gió là ông dông là ông đi dài. Bởi vì người ta kêu ông cục con dài, có ai biết ông cục con dài đâu. Nghe nói hôm gài Sài Gòn và nước ngập cái trời rồi đó. Bởi vì thì dông gió đó thì nước bão lên dữ lắm luôn. Mà mùa này mùa ổng mà không nghe bà nói là ông tha bà không tha quá. Trận mùng 3 tháng 10 thì đó, ông tha bà không tha đó, trận mùng 3 tháng 10 đó, sắp tới tháng 10 rồi. Ừ, có nghĩa là một trận là lũ, một trận này nè, nước ngập nhiều lũ lắm. Nghe nói thì ghê rồi đó. Bão tố phong ba mùng 3 tháng 10 ông tha bà không tha. Bà Sáu bão tố phong ba sập nhà sập cửa, rồi bà Sáu ở đâu? Bà Sáu xuống ghe. Bây giờ có cái ghe rồi mừng rồi. Chú ghe hả? Ghe đó bây giờ chi phí nó đủ hả sao? Chưa biết, chưa rồi, chưa có ổn định. Ngày nào cũng mua 50, 70, 200, 300, 500, 700, 1 triệu, mua tán lạng hết trơn. Rồi chừng nào á cạn đìa mới biết lóc chê, còn ăn móng biết đâu vô sạc. Bà với chính nó còn đang trà trộn mà gì bẩn nhơ cặn bã chẳng còn. Sau này là phụ chẳng biết ai còn ai mất. Hay dữ nha. Thì bà Sáu salon thì không gà nữa, thì bà thấy bà cũng xôn xao cái vụ mà cái ghe sửa, cái ghe cũng xôn xao lắm. Ngủ có được không bà Sáu? Trời ơi, hú nó bị gì, nó thì cũng bệnh hoạn, sáng đưa con đi học rồi trưa đi rước, chiều đi đưa đi rước, hiện ngày mà có một buổi hà con cháu nó mần thì nó ăn tiền ghẻ, còn đi qua thằng bên sông nó trẻ đủ mẹ tới xương. Bởi vì mình mần ở nhà kệ nó, mình chiều nó đi nó ăn rẻ, mà qua xong nó xẻ tới xương đó. Con thấy cũng như là ống dài nè, con thấy ở bên đầu bên bọt bên đó, bên cái vườn cò, con thấy con cò bây giờ thấy nó buồn quá, vậy sao? Lý do sao con cò nó buồn chứ? Bởi vì con cò đã đi ăn đêm, đâu phải cành niềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông hãy dắt con mau, con có lòng nào con hãy sao mang. Có sao thì sao nước trong, mà đừng sao nước đục đau lòng cò con. Bởi con cò mà đi ăn đêm, đâu phải cành niềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông hãy dắt con mau, con có lòng nào con hãy sao mang. Có sao thì sao nước trong, đừng sao nước đục đau lòng cò con.
Thì bữa hổm bà Sáu cô đi núi luôn, thấy bây giờ núi ngon dở chơi đi. Bây giờ nó cũng giảm rồi, bởi vì người ta đi giông gió, ta đi người ta sợ đó. Giảm đi ha. Bây giờ á, thấy cục đá vậy chứ nó cát không à, mưa nước nhiều quá nó tuôn cái rồi nó tuôn cát rồi cái cục đá nó luôn luôn rồi nó đè nhà đè cửa người ta chết hết á. Rồi ha. Chứ không phải chơi đâu. Hôm nay tôi thấy quỷ thần náo động thôi chứ. Thì đó. Thì bà nói đây tới tháng 10 còn vài cơn bão nữa ha. Thì còn chứ sao không còn. Theo cái thiên văn của bà hay là theo cái tâm. Cái thời thế. Thời thế của trời đất chứ không phải là thanh tâm. Bởi vì mùng 1 Tết mà ông còn mưa trận mưa là lúa nó trâu xuống hầm hết chân. Thì trong cái năm thìn này thì bà con thấy thì bây giờ mưa bão bây giờ nó không biết trước được sao rồi. Không có đoán trước cái được đâu. Mặt trăng nó xuất hiện gì đó, mặt trăng bây giờ nó bự nó đỏ sao đâu á. Từ hiện tượng bây giờ không tưởng tượng luôn, cái thời kỳ này nó lộn rồi chứ. Thì bây giờ á, mặt trăng ăn mặt trời. Mặt trời ăn mặt trăng, ông ăn ông ỉ á, thì nó khổ, ăn ói á, thì mình nó khỏe, còn ăn ỉ là mình cực khổ mà lại chết chóc dữ thần lắm. Như bây giờ bà Sáu chuẩn bị làm như kia rồi xong mình đi kiếm lục bình thôi sao? Đi kiếm lục bình, bán. Nước lớn thả vô, nước gồng thả ra, vậy ra cắt bán, ai mua bán không cho hay làm từ thiện. Gì ta nói con sông nó chảy ha. Sau này nữa xong cái mình nước ăn chiều chảy lên chiều chảy xuống nè. Bây giờ nó chảy cũng chiều lên xuống vậy? Không, bên chảy lên bên chảy xuống. Làm như sau này ngách nhẽ gì cũng một chiều một hả? Cái sông cái lớn nó bên thì chảy lên, bên thì chảy xuống. Sau này cũng một chiều một. Ừ. Thấy là cũng như là bỏ mua đi ba chút thấy cái cây gì mà giữa đường lộ. Cây dầu. Cây đó cây trụ bon á, rồi 18 nước chư hầu vô cột cái đó. Thấy nó bự dữ lắm nghe. Thì nó bự mà có chậu bà người ta dòng đó. Nó không có chết mà chậu bà người ta trồng ở chỗ đó cho nó ôm cái cây mà dầu đó ăn cho nó mát. Thì giữa đường lộ luôn ta. Ngay chắn đường lộ luôn, không chắn cho nó. Thì nó ở ngay chính giữa luôn. Cái nói ngày xưa chùa bà Trúc đó cũng ghê hay sao? Thấy gì? Nó xuống một bữa trước. Ông mự ông nói là bút xa là gà chết, miên nó xuống hãy tản cư, cái đi tản khúc cây nó xuống khúc cái nó về cái nó về cái lần này rút lại cái bữa sau nó xuống nữa cái ổng la nữa rồi nó đi rồi cũng không tin nữa rồi đi vô trong cái chẳng xe đó, chủ thờ Phật đó người chung vô đó trốn. Trốn rồi có con nít đó, rồi nó ngộ quá, nó chịu nổ, nó khóc. Rồi nó nghe nít khóc, nó trở lại, nó kêu ra, không ra, nó quăng cái khói. Chết 5.000+ người. Còn nó bắt về bển thì 2.000+ người. Mà cái người nào sáng nó dẫn đi bằng cỏ cho nó, trồng bắp cho nó hen. Bữa nào nó cho ăn cơm á, thì thôi. Còn bữa nào nó cho ăn cháo thì bữa đó nó giết á. Bởi vì có nhỏ cháu rồi nó ở chợ nó, là ra nó nói, tôi mới biết, cho người tôi cũng không biết nữa. Cháu bà sống sót đó, ha. Nó sót được, con nó quánh bể cái đầu gì nè. Rồi con lại mới chà bá nó tới 9 ngày đó. Mới xuống là luân xiên mới trải thương được đó. Nó trốn ở trên mà đại hồng chung ở trên núi nước. Nước. Ừ. Bà Sáu kể lại cái vụ thảm sát ở chùa Bà Trúc không bà Sáu? Ừ. Ôi, khủng khiếp nè. Rồi tiếp bà Sáu rồi sao đó. Bởi dòng họ chưa chết ở chảnh nó rồi còn sống sót rồi mọi đứa nó nói. Mình mới biết. Tiếng đó là cũng như đau đi thì đi thầy đi bà ta dẫn mình đi đó đi lên chảnh rồi gặp cháu rồi nó mừng quá trời mừng nó nói cô tính tưởng là con chết rồi mà đó giờ hao hụt dữ lắm nhiều hao hụt dữ lắm luôn dòng họ tôi chết chết nhóc ở chùa Bà Trúc chết nhóc hết trơn thấy xương đầu xương tay xương giò hoành lân thì Mỹ nó vô nó xịt nước thơm á rồi đặng rửa rồi để vô thờ hôi nó thúi nó tanh bởi vì dòng họ tôi chết chảnh nhóc ra tôi mới biết còn sống sót là một hai đứa tôi lên rồi nó mừng quá nó kể nó tính là con chết rồi đó cô ơi mà hên
đi xuống Long Xuyên đó, dòng họ nó bằng việc đó, nó còn xuống rồi bừng quá trời, nó gấp ra con nào nó chà bá không, cái đầu nó lủng dòi lắm, đâu có thải thương được đâu, nó nhờ vậy con mới sống, nhưng thôi con chết rồi đó cô. Còn nha. Ừ. Bây giờ theo bài trời ơi, lên trên là nói tao đứt ruột đứt gan, tao khóc cũng chết luôn. Nhưng mà trở lại những bài thuốc của bà như vậy là bà biết bao nhiêu cái thuốc và sao? Bệnh gì cũng làm được cho mày. Là đau lưng nhức mỏi những lần. Ừ. Còn cái cây thuốc bội này nè, nó chỉ gì à, bên nó là quan đằng cụ mà tới cụ thần gỡ thư luôn đó. Thư luôn hả? Gỡ được luôn hả? Gỡ được luôn. Cho hay dữ hả? Thì bởi vì người ta mới nói cái đó. Giờ còn gỡ được không? Nhức mỏi thì bại gỡ thư đó. Trời ơi, nó có dễ ở chứ nó gì? Rồi đứa nào uống rượu được thì ngâm rượu, đứa nào uống rượu được thì nấu với đường phèn út. Để nước đá vô uống như giờ phê vậy. Thơm. Chứ có gì là bây giờ bà Sáu chuẩn bị là cũng như mình làm cái ghe rồi mình xuống sông là ai lại bà Sáu với bệnh là bà Sáu thì ai bệnh gì thì ông giúp, bệnh ấy thuốc ở dưới ghe đầy đủ, bệnh nào cũng được hay sao, bệnh nào cũng được bà Sáu giúp được bà Sáu giúp. Ừ, tà ma quỷ quái gì quốc láng à. Thì hôm gà bà Sáu có đi đến dặn không? Không, mà bây giờ tao đậm bao tao thấy tao quên mất mẹ chứ. Hồi vô máu tới giờ tao không có nhớ. À, có vô máu là hả? Trời, vô hai trời đợt máu đó cho bộ. À, mà lộn vô máu quên. À biết vô ai đợt máu đó chứ phải không có đâu, hai đợt máu đó quên đó chứ thôi tao nhớ không còn một chi tiết nào hết trơn, nhớ lắm. À, những cái câu về những câu thơ đó là hồi xưa bà học hay là trong quá trình trời ơi học đâu học, ta học á là cái kiểu á là của mấy ông á nậu đó là tam hoàng không đó. Tam hoàng vậy hả? Học có của mấy ông của đậu ơn trên không có, chứ tao có học ở dưới thế gian đâu biết. Ơn trên dạy cho bà Sáu những cái câu đó đó nhỉ? Ừ. Rồi có những cái câu nào nói về cái đức Thánh Minh, đức Minh Dương ra đời sau này có những câu nào nói không bà Sáu? Vua Minh Dương ra trị chúng thế giới mà bình an. À thì đó, đó có đó. Những câu nào đâu bà đọc mà đó. Tao cũng không biết luôn á, tao biết cái trái chừng á là vua Minh Dương ra trị chúng với thế giới bình an đó. Thì đó. Chứ không có gì, ổng ra ổng chị đó. Thì theo bà Sáu vậy là Đức Phật Thầy sai Đức Cư Quảng có bốn thẻ đó là nó có ý nghĩa gì không? Thì đó là tứ trụ, bốn con thẻ đó là sao làm đình Vĩnh Hành. Đó là đỡ mấy ổng. Vua chúa về đình Vĩnh Hành hết trơn rồi mà không có ai mà biết. Bởi cái đình Vĩnh Hành đó là lợi hại lắm, không có ai biết đâu. Bởi Phật Thầy là bơi với mẹ đó là bán chầu cao đó, ở đình Vĩnh Hành có vẻ sự tích đó. Bây giờ đình Vĩnh Hành có chữ tích rồi tao chỉ tao dẫn cho mày coi. Nếu đình Vĩnh Hành bây giờ quá màu nhiệm. Bây giờ màu nhiệm bởi vua chúa hậu về bằng đạo hết trơn rồi, về đình Vĩnh Hành hết trơn rồi. Ờ vua chúa về hậu bằng đạo hết trơn rồi. Có ai đâu biết, có mình tao biết thôi chứ ai biết. Đình Vĩnh Hành là sau này được cái đình Vĩnh Hành hả? Bảy nóc. Đúng bảy nóc là đời tới đó. Mà bây giờ trở đi đúng bảy nóc rồi, mấy bây đi tao dẫn. Ờ. Ở tao nói bảy nóc và đời tới rồi, bởi vì nó mới tới nè. Có cái Sáu, Sáu có cái tùng tích sao mà mới nói là bảy nóc thì nó mới tới chuyện, mà Sáu có cái tùng tích sao? Không có tùng tích, tùng cái tích gì. Đã ra, ta nói chừng nào mà đình Vĩnh Hành nó là đúng bảy nóc là đời tới. Không, nhưng mà ai đã đặt thật ra thì thế gian ông gì ông chỉ dạy mà nói mà cãi hoài. Ừ, điều đó mà nằm mơ mà. Bởi vì ta nói, bởi vì cái gì người ta cũng biết, người ta không có dám nói, người ta nói cái đằng kia ta sợ, người ta không có dám nói. Cái điều đó mà nằm mơ. Ừ. Bởi vì ta nằm ta ngủ thấy ơn trên gì báo mộng hết trơn, ta biết hết trơn. À, ơn trên chỉ nói như vậy thôi. Ừ. Không có nói ra một cái thi xíu rồi không. Ừ, không có lộ à. Ra là khó lắm. Bởi vì bà sao mà biết hai mấy trên hai mấy luôn hả? Ừ. 24 trên 24. Đúng rồi, 24 trên 28 nha. Thì dạ thưa bà Sáu Xà Lôn, thì hôm nay chương trình của chúng con cũng như là bà Sáu ơi, thì trong cuộc đời ai cũng phải có bệnh có đau. Thì theo bà Sáu, ngày xưa bà Sáu nói là bà Sáu đi kiếm được cái nải chú vàng và ông Văn, nhưng mà thất lạc, bây giờ bà không biết ở đâu mà kiếm ha. Nó bằng vàng thiệt thôi sao? Vàng thiệt. Nó sao bà biết? Biết. Trời ơi, tao nằm tụi bà ở đó có ông tạo thổ thần chà bá nè, tao quánh ổng là đi hai giò luôn, tao đã gách mùng luôn.
Bà vô, ông vô quýnh với bà luôn hả? Quýnh lộn với tao, quýnh đâu lại tao đâu. Kiếp võ tướng rồi, võ tướng nhà nghề. Ở chỗ đó đó, tao quýnh đi mà võ ha, tao quýnh tao đi gách mùng luôn mà tao đi chồng chú ngựa không. Ai thắng mày sao? Tao thắng trà thắng, nó chị đi về nó kêu thầy nó xuống chị tao. Thầy nào chị tao nổi. Không chị nổi luôn. Tao đi rượu mà tao đi người vô võ không á, chứ tao đi đi ấy đâu. Không, tao đi chồng chút ngựa không? Ra đâu bẻ đầu mình được đúng không? Đâu. Tao nghĩ là đi đầu lên trước thì nó bẻ, còn mình đi 2 giờ. 2 giờ mình đi trước. Còn nghe nói ngày xưa cái đình điên này mà nghe nói cũng có ăn trộm đi chồng chút ngựa chứ. Chồng chút ngựa. Cái ở đây cái dầu này nè, cái dầu này nè là đức thầy á định ông đặt tên là chợ Định Yên nè, Định Yên nè. Định Yên quốc thế gia ngang, phong điều vũ thận, vũ trì vũ trài. Đức thầy ông đặt. Đặt cái định đó hả? Ừ. Người ta nói cái Định Yên linh lắm nha. Ông thần ông linh lắm. Giá gì được nấy đó. Ông thần Định Yên với ông thần cả sao đó, hai anh em ruột á. Ừ. Sao mà biết hai ông đó làm sao mà có hai anh em ruột. Hai anh em ruột. Gốc tích sao mà sáu? Gốc tích tao không biết mà tao biết hai anh em ruột. Bởi vì dòng họ tao cúng thần đó. Nè ông Tư Bếp nè, ông Sáu Nhạc nè, ông Hai Ngoạ nè, ông Già Ba nè, ông Hai, ông Ba, ông Tư, ông Năm, ông Sáu. Rồi bà Bảy. Mấy ông đó cúng sao không đi? Để năm nào cũng đi cúng đi lại. Chợ xứ xa mình đi mà ở gần mình không đi sao? Ông bà mình mà. Thì con thấy bây giờ nói là ông bà đó, gốc ông bà đó chứ không phải người dân đâu. Thì gốc bà là gốc thần. Ừ. À, ngày nay bà đọ lạc xuống đây. Rồi hết kiếp này bà được phục vị thần chưa bà Sáu? Biết đâu. Trời phân thật định chứ mình đâu có định được đâu. Cũng khiếp bà Sáu. Ừ. Bình thường tầm thường nhưng mà bà Sáu là vị thần đó bà con. Hồi xưa bà nhớ là Thượng Đế phong cho bà là vị thần vậy không? Ai biết đâu. Trời ơi, trời ơi cũng nhiều kiếp, nhiều kiếp lắm. Nếu hồi xưa bà trên trời bà làm chức vụ gì đó? Không có làm chức vụ gì hết trơn. Con của là giàu có vậy thôi. Rồi ăn chơi. Rồi gầy la rồi còn giận rồi đập bể cái lò gạch đi rồi đạp xuống trần. Rồi nam cháu đâu phải nữ đâu. Rồi đạp xuống trần đó, cho nữ lần trả quả đó. Bởi vì tao cực khổ từ A tới Z. Cái lò gạch đó là gạch ông Thượng Đế ông để làm gì ừ. Sao? Thì làm gạch cũng như nhà cửa mình giờ gì nè. Trên thiên đình cũng là giàu có. Mà dòm trên trời đi, sao lớn là vua, sao nhỏ là tướng, sao nhỏ là quân, sao nhỏ là lính, nhỏ nữa là lính, là con, là cháu. Mà dòm trên trời đi, mấy vị sao đó mày biết mà. Cũng như là sao hôm với sao mai là hai vợ chồng. Rồi á là á, đầu hôm á thì ông mọc, rồi phía thì bà mọc. Bà đi kiếm ông, kiếm gà không gặp, bà mới khóc. Bà khóc cái nước mắt của bà đó là cái mùi xương đó. Cái mùi xương xuống đó là nước mắt của bà đó. Ông bầu hôm ông mọc rồi. Rồi là 4 giờ sáng bà mọc, bà đi kiếm ông gặp, rồi bà mới khóc. Đó là cái mùi xương đó. Là sao mai sao hôm là hai vợ chồng đó. À có thường tích gì luôn không? Ừ. Ồ, không? Ừ cái gì cũng có sự tích hết trơn chứ không có. Bây giờ tao thì tao không có dám nói. Bây giờ nó khó lắm. Hồi xưa tao búa lan ba dữ lắm mà bây giờ tao ẩm thẩm chờ nhờ á. Chờ khi nước lụt mà đẩy rìu tao lên cao lắm. Chứ tao đâu có dám nói đâu. Vì lên cao hay sao? Ừ. Cao là cũng như là cao là cái cây. Ừ. Cao hay là cao mình cao cũng được. Cây cao mình cao thôi. Cao đừng nói trở về. Ừ. Thẩm chờ thời, chờ khi nước lụt đẩy lên cao. Rồi à, quay lại cái chuyện bà nói là ông Tha và ông Tha quýnh nhau chặn mùng 3 tháng 10 đó thì có cái tùng tích sao bà Sáu? Người ta không biết còn tùng tích, nghe mấy ông nói thì tao mới kể, mà tao không nghe nói là tao không biết đường kể. Thì là dí người ta nói ông Tha bà ông Tha mùng 3 tháng 10 xúm nhau quýnh đó. Là cũng như mình giả sử nè, ông Bắc, ông Nam, ông Chướng, ba ông xúm nhau giành. Mà dành đâu có lợi ông Bắc.
ông bác ông nhẩm chờ thời tới chừng cái là ấy cái ông hù cái dặn xuống sông, cũng như con khỉ á, tôi thấy ổng gió ít á, ngủ ngon quá, tới chừng ổng gió mạnh lên cái hù cái con khỉ dặn sọc đùng, chứ đâu có gì. Thì thưa bà Sáu, là cũng như trong cái cuộc đời của bà Sáu như vậy á, là từ ngày bà Sáu mà được một cái ghe ngô như vậy, rồi sắp tới đây bà Sáu rồi chứ ghe ngô đó bà Sáu có mơ ước gì thêm không hả? Mơ ước gì được nhiều mừng rồi. Rồi á, cầu xin cho con cháu biết lo tu ăn hiền ở lành đó. Thì đứa nào á, biết tu thì xuống ghe tao, tao cứu hết. Còn đứa nào á, ngủ nghịch thì nó ở trên bờ, nó đâu có xuống. Đứa nào nó theo mình á, thì nó xuống. Còn đứa nào nó không theo, nó ở trên bờ, nó đi quấn lụt, nó lạo kệ nó đi. Cũng như bà Sáu ước mơ bà Sáu vậy là đủ rồi ha. Điều gì đủ rồi. Mình lấy cái kệ mình xài đi, lấy chén dầu dừa mình xài đi. Thì nó chắc ăn rồi. Người ta nói là thiền bát nhã, ta cầm tay lái quyết đưa người vượt khỏi sông mê. Còn bà Sáu thì thiền bà Sáu cầm tay lái hả? Thì đưa người thì đưa con cháu rồi đi tu rồi theo bà Sáu luôn đi. Nó đi tu theo bà Sáu đi, ăn muối ăn mắm đi. Cái ghe của bà với cái xuồng bát nhã của Quan Âm nó có cái mối dướng mắc gì không bà Sáu? Có cái từ tuồng tích gì với nhau gì? Không, không có tuồng tích gì chứ. Của ai thì khác nấy đi. Chứ còn nghe nói là cái sự tích ghe ngo là một cái vị thần của người Khmer đó bà Sáu. Bà Sáu có phải gì đó không bà Sáu? Thì đó. Đó thì nó nằm về bên thực chùm thì đó. Ở vì cái ghe ngo ho vẽ ở trước là ở là cũng như á thì xác á thì xác Việt, còn cái xác á thì xác Miên, hồn thì hồn Việt, là Phật thầy Tây An, Đức Bổn Sư, rồi là Sư Giải Bóng Khoai, Đức Cố, rồi là ông Nguyễn, rồi trong vòng 12 ông đạo đó. Nghe nói sau này là lập hội với là như bà bây giờ bà mai quần anh em hết chưa sao? Mai rồi. Mấy cái à? Một bộ đồ mà tao ngán muốn chết. Tới 265 ngàn một bộ. Như anh em đó bà để làm gì? Thì hồi xưa ông bà thì lấy nem. Ông bà bận lấy nem. Rồi bà có cái lĩnh gì mà bà quần lấy nem không? Thì có đó, mấy mai đó. Bữa bà cô bà biểu là mày phải mai là ba bộ đồ đấy anh em. Sau này mà mày đi thi hội Long Hoa đó, là đi lên đó đó he. Là mấy cái bà đã giữa đó he, mấy quần lá giữa là xác hồn nó xé tiêu hết trơn. Cái quần lá giữa đó. Kêu bà ba bộ gì là mạng ba nó sắp giữa hết rồi ha. Cái quần lá giữa là chữ thập. Thập Bắc Quốc Chư Hồng kìa, Chư Hầu Dành Xé mà thương cho Trần nhà chống vụ quan. Mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu mà nay tận diệt mới lập đời trở lợi. Tiêu nhân tiêu diệt tiêu rồi có cây. Mười phần hết bảy còn ba hết hai còn một mới ra con ngự. Cái quần lên em đó ngày xưa ông bà mình là lấy em áo bà ba đâu sinh sống rồi. Giờ trở lại về đời xưa ha. Chỉ giờ trở lại đời xưa thượng cổ. Là thượng cổ. Thì bà Sáu biết chừng nào mà tới là thượng cổ không? Tao cũng không biết nữa. Nè ông lập lợi thì tới, chứ không lập lợi làm gì tới. Thì cũng lập lợi cũng không mấy hồi. Ai còn ai mất là biết ha. Ừ. Cái thượng lập hội biết ai còn ai mất. Tao còn nghe người ta nói trong những kinh sách là 10.000 năm lận bà Sáu. Biết. Trong 10.000 năm lận đó mà. Biết đâu, nó 10.000 năm mà nó cũng sắp tới rồi, chứ còn đâu, nó còn có bao lâu nữa đâu. Thấy vậy chứ mau cấp kỳ, ngày qua ngày tháng qua tháng cấp kỳ thôi, chứ đâu có lâu đâu. Thì bà Sáu ơi, thì thấy là cũng như là hiện bây giờ đó, chương trình của bà Sáu là cũng như là sắp sửa mình đã bước xuống dưới sông để mình đánh đuổi dưới sông, để mình tìm cái con đường để mà giải thoát cho bản thân mình. Thì mình buông bỏ hồng trần, mình buông bỏ ở trên đời xuống dưới sông như vậy. Là cái tâm tư của bà là mà không nghĩ thế gian này là cái gì, bà chỉ nghĩ và làm đúng theo
những lời của thầy tổ đã chỉ dẫn ông câu dài chỉ cho bà mà. Thì ông chỉ đó xuống ghe đó, gạo với muối là thủ xuống ghe đó, rồi đây đi qua lớp giò nè, lớp giò cái đi qua là lá xét, xét cái đi ra dầm trong cái là trốn giật miên á, miên nó xuống à, miên nó xuống không biết xuống giờ nào đó, xuống thôi chứ không biết xuống giờ nào. Ừ, xuống mà không biết xuống giờ nào đó, ông chỉ đi đường đó, trốn đi qua đường đó đó. Đó là nghe nói là ở đâu trồng mấy công phê mì? Bên chạy đất xét ngoài dầm trong cái. Nó trồng để làm gì mà sao? Để cho giật miên ăn chứ làm gì? Trời ơi, sao trồng cho giật miên ăn? Mình chạy giặt qua đó có phai mình ăn à. Miên nó đi xong trước nó về xong sau, mình chạy tẹt qua đó mình trốn, có phai mì mình ăn, nó không có đói. Rồi tới chừng đó gạo đâu quản. Phai mì ha, phải làm. Ừ, phai mì phai lang của chuối đó. Hết đất ăn phai sao sao? Mày hết đất ăn phai thì ăn đá. Chứ có gì. Nhưng mà nhá bà thủ hết trơn ha. Thì cảm ơn bà Sáu đã chia sẻ lời hai tiếng đẹp. Bà có cái lời nào mình kết thúc video này, mình chia sẻ về con cò cho nên kết thúc cho mình sao? Con cò con việt bay cao kịch liệt, con xéo con diều giò cẳng thiêu liêu, sâu đũa học trò xuống nước xiên mò dịnh nước le le, sáu gái tắm te gà gừng cu gực, trong gừng gục gịch có con chằn nghịch, cái đuôi quất quất toàn là lóc chốc lo cho, có con cao lớn hẳn hòi là gà đãi kênh kênh, đáp xuống bay lên chim nhằn thầy bói, cái mồng đỏ chói cao cát hồng hoàng, đáp xuống kinh tàng toàn là chim cú chim heo. Hay quá bà Sáu ơi. Cảm ơn bà Sáu ơi. À. Nghe về nó ngựa đua dưới nước trào chạy trên bờ, lên núi đặt lờ xuống sông bữa củi, gà cù hay ủi heo đái hay bư, nó kém ba mưa mùa mười nước chảy. Hay quá. Thì cho chúng cũng chân thành cảm ơn bà con cô bác gần xa kính mến trong nước và nước. Thì bà Sáu cũng có như nó hoài nhưng mà như bất cự bà con ơi, thì có gì sơ xuất xin bà con qua thì chương trình bà Sáu thì đến đây tạm dừng. Bà Sáu có lời nào chúc cho bà con cô bác để mà tu hành cho kịp cái năm thìn không? Thì cầu chúc cho con cháu là ăn hiền ở lành đi. Đứa nào ăn tương được nhiều thì tốt chừng nấy. Đứa nào không được thì 29, 30, 14 gram. Đứa nào ăn nhiều nữa thì được tốt nữa. Mình ăn 12 được không bà Sáu? Ăn ngày 12 được không? Được. 12, 13, 14 gram, 27, 28, 29, 30. Tháng 10 bữa. Dạ, thì cảm ơn bà Sáu rất nhiều. Chúc bà Sáu làm ghe đặng cho nó đến nơi về đến đích nghe bà Sáu. Thì nam mô. Đến nơi về đến chốn mà đến nơi về đến đích. Bó tài.